về với làng nghề cây cảnh Điền Xá, tôi được đến thăm một cây cảnh, đó là cây xanh. Được bà con quanh đây cho biết là ông chủ vừa mới mua về với giá 1,5 tỷ. Tôi rất là cảm động với hình ảnh của bóng dáng một cây xanh Nam Điền với giá 1,5 tỷ là giá hiện thực chủ nhân vừa mua về. Khi chủ nhân mua về thì không là bể đất. Ông chủ đã xử lý bằng cách tạo bệ đá cho cây xanh. Em chào ông nha. Đẹp quá. Chụp ảnh đi cho cây quê mình đấy. Vâng, cây quê mình, cây gốc quê mình đấy chứ không phải cây nơi khác về Tức đâu. là trước kia là ở quê mình. Cũng ở mình đây luôn, cũng nhà nông này. Vâng. Thế Gần nhớ không? Vâng. Cây nông đấy, cây này cháu phá ra cho họ biết. À đấy. Thế nhưng mà sau đó họ lại chuyển đi đâu xong rồi mình lại Không, mua lại? cây này là ở nguyên đất này. Vẫn ở nguyên đất này ạ? À, vốn dĩ là một cây xanh trực liên chi. Nhưng Cây mà này nếu mà ông chủ làm ra là bây giờ còn nó hơn 100 tuổi. vâng, hơn 100 tuổi. À, vậy thì cân đấy cây này cũng sẽ vào tầm khoảng từ 100 tuổi trở lên ngược rồi, bởi vì ông chủ đã nếu còn sống để ông làm cây này đã là trăm Cũng gần 101. 101 tuổi, 110 tuổi. Thế mà khi đó ông đã làm cây xanh thì cây này phải cầm, nói gì thì là chắc chắn phải hơn 101 rồi. Cái này ngày xưa ông bán cho đời chủ thứ hai nó cũng bị chính tay em phá ra cho ông ấy, ông chủ thứ hai này mới mua về mới làm mới cài đá. Tức là mới mua đưa về đây được lâu chưa anh? Chắc là cũng độ gần như được tháng. À, chưa được tháng à? Được rồi. Vâng, với vài phút ngắn ngủi thôi nhưng Đỗ Sinh đã gửi đến các bạn hình ảnh của một tác phẩm xanh với giá giao lưu là 1,5 tỷ cách đây chưa đầy 1 tháng. Ông mua gì á? Đỗ Sinh cảm thấy rất là cần thiết phải đưa những cái thông tin, những cái cây xanh đẹp như thế này đến với chúng ta.